Vào những ngày lễ Tết, các bến xe dự kiến đón lượng khách tăng đột biến so với ngày thường. Hiện các bến xe tại Hà Nội đã chuẩn bị các phương án sẵn sàng phục vụ khách dịp Tết Dương lịch, ghi nhận của phóng viên tại bến xe Giáp Bát. Những ngày này, lượng khách hàng về quê đã bắt đầu tăng lên. Các nhà xe đang lên kế hoạch tăng số chuyến để phục vụ hành khách, nhưng vẫn giữ nguyên giá vé như mọi ngày. Nói chung là khách thì vẫn đang bình bình thôi, nhưng mà cái lượng khách thì là xe rất nhiều. Thì limousine và các cái lượng xe đó, cho nên là cái lượng khách chân cũng giảm ra. Thì là ngày trước thì chủ yếu là chỉ có xe tuyến là chủ yếu. Nhưng mà giờ cái lượng xe phục vụ tận nơi nhiều. Cái lượng khách chân giảm ra. Xe bọn em dưới bến là giữ nguyên giá vé như cũ, không tăng thế nào cả. Lãnh đạo bến xe cũng đã có những phương án, kế hoạch phổ biến đến các nhà xe cùng phối hợp tổ chức để đáp ứng nhu cầu của người dân được tốt nhất. Đặc biệt là năm nay là bến xe cũng làm rất quyết liệt, co bên ngoài và co kéo khách. Toàn bộ hệ thống phát thanh, hệ thống thông tin là từ ngoài cổng vào, chúng tôi liên tục xin mời và khuyến cáo bà con vào đến bến xe đủ phương tiện để đưa bà con đi đến nơi về đến chốn mà không phải nghe cò vào người ta lôi kéo bên ngoài. Hiện nay thì đến bến xe Giáp Bát cũng chưa có nhận được một cái công văn đề nghị tăng giá vé của đơn vị nào cả. Vì thế cho nên đến giờ phút này thì giá vé là vẫn ổn định, không có tăng. Còn đối với bến xe nước ngầm, so với năm ngoái, lượng khách mới chỉ tăng nhẹ không đáng kể. So với mọi năm đến bây giờ là người ta là đăng ký theo ngày về các thứ là trong chuyến những cái ngày cần Tết Dương là như mọi năm là bây giờ nó đăng ký hết rồi, nhưng mà so với năm nay thì nó còn vơi lắm. Bọn tôi thì không bao giờ là tăng giá vé những cái dịp Tết dịp lễ một giá. Vâng. Theo ông Trịnh Hoài Lam, Phó Giám đốc Bến xe nước ngầm cho biết, theo dự kiến các tuyến có khả năng khách đông là tuyến Nghệ An, Hà Tĩnh, Hải Phòng. Bến sẽ yêu cầu các đơn vị vận tải cam kết không được nghỉ vào các ngày lễ để giải tỏa khách trong ngày cao điểm. Đồng thời thông báo đến nhà xe, đơn vị vận tải yêu cầu ký cam kết không chở quá khách quy định, cung cấp đủ vé cho bến xe, niêm yết đủ giá vé trong và ngoài xe. Ngoài ra, bến xe cũng yêu cầu kiểm soát chặt chẽ giá vé niêm yết, tránh trường hợp các nhà xe tự ý nâng giá. Một số nhà xe cũng khẳng định sẽ không tăng giá so với ngày thường.